Ngày hôm nay thì mình sẽ có thử thách 24 giờ đồng hồ sinh tồn ở trong siêu xe. Bạn ơi, thì vai trò của mình trong cái thử thách ngày hôm nay thì là trọng tài bạn ạ. Mình sẽ hành mấy con rơi này bằng cách đó chính là mình tịch thu hết những cái vật dụng cá nhân của ba thanh niên và mình sẽ đi giấu nó bạn ạ, để xem cái vị trí nào cho nó khó một tí bạn ạ. À, đây có vẻ ok đấy bạn ơi, bởi vì cái tủ gỗ này nhiều thanh niên sẽ nghĩ là không có cái tủ ở đây nên là mình sẽ giấu cái ví tiền ở đây là một này các bạn ơi. Ok luôn. Chắc là mình sẽ giấu máy này, mình không biết máy của ai bạn ơi, bởi vì là có ba máy ở đây. À, đây để đây là hợp lý bạn ạ. Tiếp theo đấy là một cái máy nữa, mình sẽ giấu ba máy ở ba nơi nhá. Let's go, let's go, lên trên tầng thôi, để ở đây luôn là các bạn. Trời ơi, để ở đây thì nó phải nó hút luôn bạn ơi. Thôi cứ kệ, cứ mình cứ giấu ở đây đi. Đây ok, giấu một cái điện thoại nữa. Còn một cái điện thoại nữa thì mình sẽ nên là mình sẽ giấu một cái điện thoại nữa ở đây nhá. Đấy, để vào đây luôn, hợp lý luôn này. Hay để vào góc này nhỉ? Đấy, để vào góc này luôn các bạn ơi. Ok. Nó không vỡ các bạn ơi. Thôi thôi, tao không biết thì nhá, tao không biết thì nhá. Còn cái laptop bạn ơi, laptop thì... À, ok bạn ơi, mình sẽ giấu cái sạc ngoài này nhá. Ui, là nam thủ các bạn ơi. Ok, mình sẽ giấu cái sạc ở tít tận ngoài này đi. Đố từ mà thấy được bạn ạ. Đấy, xuống. Thanh niên nào mà ra tới tận ngoài này tìm nữa, tôi cũng xin bó tay chấm con các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi giấu cái vật phẩm cuối cùng. Mình giấu ở dưới gầm giường nếu bạn ạ. Giấu dưới gầm giường này là cũng ok phết này. Bởi vì là cái đồ mà to như này thì mình không biết giấu ở chỗ nào nó hợp lý nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra một cái nữa bạn ạ. Trời ơi, đây rồi, đây rồi. Lấy cái sạc luôn, mình giấu luôn các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, tôi giấu như này làm sao mà ai có thể là tìm được đúng không bạn? Có khi tí nữa tôi quên mất chỗ tôi giấu nữa, thôi mất đồ nghe chửi chết. Rồi, ok, chúng ta đã giấu hết đồ của mấy thanh niên trong cái căn nhà này rồi và thử thách của thanh niên sẽ là tìm hết đồ nhá. Let's go. Bây giờ là đến lượt mình đi tìm đồ vật này mà thanh niên bí ngô giấu các bạn ạ. Mình sẽ gọi là đi tìm ở bếp ở trước đi, bởi vì chỗ này nó rất là nhiều những cái thứ nữa, nhìn trông rất là rắc rối các bạn ạ. Có khi nào thanh niên này giấu ở trong phòng vệ sinh không ta? Ok, bên này mà. Ui. Tôi lấy tạm một quả bim bim nữa các bạn ạ. Ok các bạn ơi, quá 4 phút rồi nhưng mà mình vẫn gọi là chưa thể tìm được một cái gì các bạn ạ. Thôi có lẽ là bỏ cuộc rồi, được mỗi cái gói bim bim các bạn ạ. Rồi, đến lượt mình các bạn ơi. Để xem là mình có gia nhập hội người mù không. Mình chỉ có 3 phút cho nên là nhanh. Đó, nếu mà nhanh là còn nhịp. Oh, đây rồi. Chúng ta đang có một chiếc sạc điện thoại. Nếu mà có sạc điện thoại mà không có điện thoại thì chắc là cũng còn cái nhịp. À, dưới gầm giường. Dưới gầm giường của chúng ta đã có. Yes. Đây. Thấy rồi các bạn ơi. Đấy rồi. Một chiếc điện thoại. Oh my god. Thế nhà mình tìm được khá nhiều chứ. Chắc là hết thời gian rồi bạn ơi. Yes. Đúng như vậy lại chúng ta đã tìm được một chiếc điện thoại, một cái sạc điện thoại và thêm một cái laptop nữa các bạn nha. Tính ra là con rời vay với con rời Zeno đã tìm được cái gì đây? Để mình xem nào. Ở đây có gì đây? Máy tính này, điện thoại này, sạc à? Ok, thôi được rồi. Để mình xem trong tủ lạnh đi. Ui giời ơi, trong tủ lạnh một đống đồ ăn các bạn ạ. Đây là đống đồ ăn, như chắc là mình sẽ lấy ba chén nước cho những ba thanh niên. Thế mà không lấy. Ui, ở đây có nho bạn ơi. Có nho. Đây, mình sẽ lấy nho. Đấy, mà phải ăn nho chứ. Ui, có cam luôn. Nhưng mà kéo không? Kéo có gì không? Ui giời, cái gì?
không có ai quét đây. Không có đâu. Ui, các bạn ơi, thế này. Điện thoại của tôi. Điện thoại có hình ảnh xe này là của mình. Bây giờ mình sẽ xuống. Hình như đâu đó còn khoảng 1 phút thôi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới này tìm nốt ở dưới này. Nếu không có thì thôi bạn. Thôi. Mình nghĩ rằng là tìm được cái điện thoại là ok la rồi các bạn ạ. À mà này, hai thanh niên biết lái xe không đấy? Có, xe máy. Ok, con dời vanh. Bây giờ núp là núp biết lái xe, hay là núp sẽ phải ngồi ghế lái. Bây giờ hai con dời này, ai là người ngồi trước, ngồi dưới sau thì thôi, bạn tù tí đi. Bạn tù tí đi. Nào núp hôi nhá, nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ui giời ơi. Không, ngồi sau đi ba. Thế như ui, tính ra là vanh chân dài mà ngồi sau thì thôi. Quả này á, ôi dồi ôi, có đường đây, đầu con dời này. Đâu, Zeno vào đây. Ui, mình cũng chỉ mong rằng là thanh niên vanh này sẽ là người sống cứ ở trong này cuối cùng của mình, chứ không con dời này mà bỏ về thế tôi lại cô được. Ui, tính ra ở trong này thích thật các bạn ạ. Đấy, ông siêu xe nó phải khác đấy. Ui, có nho này, ăn đấy. Ui, này, tính ra con dời vanh man đồng đây. Ui dồi ôi. Ui, ngắt cả chùm luôn ạ. Ui, như ra là cũng vừa đấy nhỉ. Đấy, bởi vì là xe của mình chỉ có 4 chỗ nhưng mà 2 chỗ đằng sau là chắc dành cho con dời vanh tìm được tiểu học thôi. Kiếm được gói bim bim thôi. Được rồi, mình nghĩ rằng là nên gọi là thực hiện một cái thử thách các bạn ạ, một cái cuộc thi ở trong cái ô tô này. Chơi gì ta, chơi gì hợp lý nhỉ? Sinh tồn, đi tìm kim cương hay là đi parkour nhỉ? Parkour đi. Thôi được rồi, ok. Ai là người parkour mà bị rơi xuống đầu tiên? Đấy, rơi xuống đầu tiên nhá. Đấy, parkour nhảy hụt ấy thì là người đấy sẽ phải thực hiện cái thử thách đầu tiên luôn. Đấy, ví dụ là bây giờ là chúng ta đang không có sạc máy tính, để có thể có được sạc máy tính chúng ta sẽ phải thực hiện một thử thách của trọng tài đưa ra ngẫu nhiên, thế người đấy sẽ là người xuống thực hiện nhá. Ok chưa? Ôi ôi. À, nào. Rồi, bây giờ bây không thì tính theo ai nhảy xa nhất đi. Này, nên ai nhảy xa nhất à? Ok bạn đây. Ok. Nhảy đây. Rồi đừng quên thất các bạn ơi. Rồi lâu rồi, rất cần. Nào, checkpoint rồi, ok, nhảy đây. Checkpoint rồi. Thẻ nó chỉ cho kẻ địch, mất giờ ấy, chỉ cho kẻ địch. Đúng rồi. Áo ra đấy, để yên mất giờ, yên luôn nhảy đi. Ghê đấy. Đây à, chỗ này được, chỗ này liệu có lên được không? Biết, nhảy đâu nhảy, nhảy đâu nhảy. Thôi mà không có hướng dẫn không bảo mũi tên đâu nhảy, ai biết gì đâu, ai biết gì đâu. Uầy, tính ra là parkour theo kiểu này khó phết các bạn ạ. Ê, lên được. Bây giờ. Chết mình rồi các bạn ơi. Đâu là. Rồi, ok, đến đây đúng không? Rồi. Đây cho các bạn xem con dài manh ngồi như kiểu các chị, ông em ạ. Nào, bây giờ qua đây, nào, uầy. Cái này khó chịu phết đấy các bạn. À, nghe đấy. Tính ra là chết dở rồi các bạn ơi, đến lượt mình cũng cổ phai la các bạn ạ. Bành phát đầu tiên hụt luôn này. Nhanh lên, cô thời gian quá đấy, ba ơi. Úi dồi. Rồi. Không bấm quên. Bấm lên, nhanh lên cả trước lên, run. Có ăn dài. Chết dở, tôi chỉ cần nhảy qua đấy rồi, ăn tiền các bạn ơi. Ai, núp hả, gọi là đi dần dần, nhưng mà nó kiểu gì, thế kiểu hơn manh được. Có, nhớ chưa? Chết dở rồi. Cho nhảy thử được không, tôi nhảy thứ đâu, rồi nhảy thật luôn đi. Ok các bạn, con dài này khó bà như ôi giời ơi. Thôi được rồi, này khó thật các bạn. Rồi bây giờ là mình với cả Vanh đã thua ngay từ vòng gửi xe rồi. Tí nữa là chúng ta sẽ bản tù tì để có thể sinh tồn ở trong cái chiếc xe này thêm gọi là 23 giờ, thì bọn mình sẽ phải cần một chiếc laptop gọi là đầy pin. Bây giờ là để có thể sở hữu được cái chiếc sạc laptop thì đây, chúng ta sẽ thực hiện thử thách quay luôn bạn em như đâu sao nào. Được cái gì để chúng ta còn... Ôi, mong rằng cái gì nhẹ nhàng đâu bạn ơi. Ui dồi ôi, cái gì đây? Chống đẩy 15 lần. Ui dồi ôi, chống đẩy 15 lần các bạn ơi. Cho tay hẳn lên, đấy. Công bằng, dân chủ, văn minh. Bây giờ, để có thể... núp đến 3, 2, 1 ra xem ai nhá. 3, 2, 1. Vành sẽ là người chống đẩy 15 cái. À, nào, nói chung là mỗi khi thực hiện thử thách này thì mọi người có thể xuống xe bạn nha, để cho Vành thực hiện. Nào, 15 cái đấy, cố lên Vành. 1, chúng ta phải có sạc máy tính. 2, ôi chết dở. 3, 4, 5, 7, cố lên, còn 1 nữa thôi. 8,
Thẻ con dài này to xác rồi bạn ơi, yếu lắm. 9, 10. Úi giời, cố lên, 11. Ôi dài ôi. 13, rồi còn 2 cái nữa Thành. Còn 2 cái nữa tôi. Nhanh lên, cố lên này. 14, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, Thẻ chứ còn 1 cái nữa. Đồ, ôi giời. Nhanh lên. Ôi giời, nào chống lên. Nè, chống cái nữa là được rồi, chống lên thôi, lên đi. Ui giời, cố lên rồi. Ok bạn ơi, đây bây giờ tính ra là ngay bên này thôi, chúng ta là có cái ổ sạc các bạn ạ. À, thế nên đâm ra là mình có thể là dây sạc nó dài lắm, thả thao hồ mà cắm bạn. Rồi, ok bạn. One hour later. Chán quá bạn ơi, tính ra là mình cũng đã ngồi đến trưa rồi. Bây giờ là cũng đâu đó khoảng 12 giờ rồi thì phải. À, như mấy thiên nhiên đói không? Thế nãy giờ sáng giờ ăn được có mỗi mấy quả nho và như tính ra là mình đầu. Đang ăn cơm à? Hôm nay Bí Ngô ăn cơm các bạn ơi. Bí Ngô ơi, Bí Ngô, đây đúng không? Ra đây. Ui, xem nào kìa. Đây, cơm bò các bạn ơi, cơm bò. Ui. Đói lắm rồi đúng không? Thơm. Ui, cho tính xem nào cho anh em, cho anh em xin miếng kìa. Không, cơm bị mua chuẩn bị rồi nhưng mà nó phải thử thách nó mới... Sáng giờ ăn mỗi mấy ít trái cây mà Vanh đang kêu bụng ruột cồn cào, Vanh đang đòi về này. Ok, thử thách, phải làm thử thách. Lại thực hiện thử thách. Đúng rồi, phải vòng quay nó mới hấp dẫn chứ. Đúng không? Bây giờ là nào hoàn tử tế nhá, ba người nhá. Đấy, để xem là nào. Đến 1 2 3 công bằng dân chủ văn minh nhá. 1 2 3. Đồng lòng thế nhỉ. 1 2 3. Ui, đấy hai người tự hoàn với nhau đi. Hai người tự hoàn với nhau đi. 1 2 3. À, con dài Zeno sẽ là người thực hiện thử thách các bạn ơi. Ui mày quá, tôi thoát nạn rồi. Nào xem nào. Con dài cái gì đây? Cái gì đây? Chống đẩy gì hết rồi. Ngậm viên đá lạnh. Ui rồi ôi, thử thách này dễ quá, anh ngậm viên đá lạnh à. Thôi được rồi. Anh à, cho ăn một viên thôi mà. Ui ôi, mấy viên đây? Mấy viên đây? Ui. Thế là ăn một viên đúng không? Cho một viên bất kỳ là được, chỉ cần ngậm đá là được. Thế đây. Ôi, cái này bé quá, không thể chọn hai. Thế bảo cho một viên bất kỳ. Bên đấy là bị vỡ ra thôi, thì chọn một viên. Thật được rồi, ngậm bừa đi Zeno ạ, cố lên. Đến nút tin Zeno làm được. Đấy, viên đấy mỏng này. Ừ, viên này mỏng này, mà nó ngậm đi. Ui dồi ôi. Đứng hứng vào đây, rớt ra xe của nút này mà. Nhưng mai là tốn tiền nhiều hơn đấy. Ok. Bây giờ là sự gọi là no hay là đói là phải nhờ vào Zeno đấy. Chứ không bây giờ là chúng ta gọi ngồi đây mướt mùa nãy giờ 3-4 tiếng cứ ngồi đây ngồi hết nghịch điện thoại rồi. A few moments later. Xong chưa Zeno? À, nãy giờ 10 phút rồi. Ui dồi ôi. Đâu. Ui, uy tín. Wow. One. À, như ok các bạn ơi, ui. À, sau gọi là 10 phút đồng hồ con giờ để ngậm lâu thật các bạn ạ. Đâu. Ui dồi ôi. Này cẩn thận, vãi ra xe rồi. Ui. Đây là có ba suất cơ mà để núp xe nào. Ơi, ở đây là có để núp xe nào. Đây, tính ra là ở đây sẽ có đầu tiên thưởng phết nhỉ. Ồ, cái này cơm thịt băm mà. Ui, ở đây có cơm thịt băm. Thế còn dài này. Chưa gì đã ăn rồi. Thôi được rồi này, đây cơm thịt băm của Vanh đây. Này, này vãi đấy, quay trường nghe. Núp nghĩ rằng là chúng ta ngồi đằng cửa trước này chúng ta. Vãi ra xe là cuộc đời tôi mà nó bón cái gì mà cứ tự ăn đi. Tự ăn đúng rồi, không ăn thì càng còn ngoài. Ấy nhưng ban tổ chức ấy không có thì ăn bốc à mà như ui tính ra suất ăn cũng đạm bạc phết nhỉ. Như thôi được rồi, mình sẽ để tạm đây. Tính ra là ăn no say rồi các bạn ơi. Cơm no rượu say rồi. À làm gì đâu, uống rượu lái xe đâu, quên mất cơm no rồi. Bây giờ tầm này là cũng 12 rưỡi hơn rồi. Chắc là mình ngủ trưa một xíu các bạn ạ. Sau đó thì bọn mình sẽ buổi chiều là này, buổi chiều mấy thanh niên thích ra ngoài chơi không? Lúc sẽ đưa đi ngắm cảnh, ngắm hồ. Úi trời ơi, đi uống như cà phê. Ok, cà phê trên siêu xe. Quá hợp lý đúng không? Ơ cái gì? Hay đi luôn. Đi luôn thì không, lúc buồn ngủ lắm rồi. Đấy, tầm này ăn no xong là ngủ các bạn. Các bạn có thấy không? Đấy, có thấy comment đấy. Thôi rồi. Các bạn tầm này chúng ta ngủ để kiếm chỗ đây con giỏi vành. Người vành tính ra hơi khó chịu. Bởi vì là
đằng sau cái xe này sẽ có một cái khoảng ngăn cách, thế nên là Vanh sẽ không ngủ được bạn ơi, hơi khó chịu tí thôi. Mà đúng rồi, Vanh chơi đi. Mà tầm này núp là chủ xe lái xe núp phải ngủ bạn ạ. Mà mày không ngủ nó không chịu được. Nó con giày Vanh đánh rắm đúng không? Eo ơi thề. Đằng sau này. Con giày Vanh đánh rắm các bạn ơi, thề thối quá. Con giày này. Không phải con khỉ thề, nó đang ngủ làm phát rung xe sợ thật. Chắc chắn là con giày này như. Đúng rồi, eo ơi thề như Vanh ơi, có nhất thiết phải như thế không? Chúng ta đang ở trong không gian kín này, nhưng ăn cho lắm cho thôi. Chơi điện thoại xong nghe thấy tiếng tủm một cái. Nghe rõ ràng. Không, đúng rồi, núp cũng nghe đằng sau. Núp cũng nghe đằng sau các bạn ạ. À. Tay nó mù đâu. Con giày này. Ok các bạn ơi, tính ra là bọn mình đã ở đây được mấy tiếng đồng hồ rồi. Đây, bây giờ là mấy giờ ra? Đây, 14:08 các bạn ơi. Uầy, ở từ sáng giờ các bạn ơi, 6 giờ sáng này chui vào ô tô, bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Chán cái gì rồi, như nãy giờ ngồi chỉ ăn mới ngủ mới chơi game ở trong xe nó cũng chán thật. Cũng chán thật. Mình đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài làm gì? Đi uống cà phê, đi uống trà sữa. Nghe cũng hợp lý nhỉ? Uầy, đúng rồi, bọn mình đã có cái dự định đó là chắc là đi lái xe đi ra ngoài đi dạo. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ đi uống gọi là trà sữa này, đi uống cà phê này, trà chanh, trà chiếc. Không làm gì có tiền đâu mà đi. Không có tiền các bạn ơi. Tính ra là hồi nãy bọn mình đã phải ăn cơm mà không có tiền đâu bạn ơi, phải thực hiện thử thách rồi. Nếu mà hồi nãy là không có ai gọi là cầm được cái ví tiền của mình. Không, cái gì đây? Con giày bí ngu các bạn ơi. Hello bạn nhỏ. Có chuyện gì ấy nhỉ? Bây giờ bọn núp là định tính rằng là đi ra ngoài. Đi ra ngoài để gọi là sao tạm đi ăn chơi tí. Thế bây giờ có thể cho mượn cái kia được không? Đã là thử thách nó phải là phải thực hiện thử thách. Thế lấy tiền chứ cần. Thế bây giờ lại phải thực hiện thử thách. Đâu để núp thử xem nào, con rời Vanh quay được cái gì nào đâu. Chúng ta bây giờ ấn vội thế rồi như thế nào. Giờ được cái gì đây? Ăn quả chanh rồi. Ui. Ăn quả chanh rồi. Rồi, ăn quả chanh rồi. Chết dở rồi. Rồi, ok bạn ơi, chúng ta ăn quả chanh rồi. Cái thử thách là ăn quả chanh là ai biết rồi, bé hoàn tục tí ai sẽ là người ăn mới là quan trọng. Nào. 1 2 3. Ảo thật đấy. Banh rồi. Sau một thời gian chờ đợi là ban tổ chức đã chuẩn bị cho chúng ta vài lát chanh này, nhưng mà tính ra là ở trong cái vòng quay là chỉ cần ăn một lát thôi này, ăn một quả ăn sao mà ăn được. Từ từ để ông chọn nhau. Thôi. Chọn quả ác nó chiến ở đâu đâu về. Ui. Trời ơi, cua đấy. Cua cua là. Ôi sợ quá. Ngon, tính ra ngon. Tôi. Hết rồi. Ôi chùa. Hết rồi à? Hết rồi à? Hết cả hạt luôn. Mọc cây đâu chết đấy. Dở rồi con giờ này. Rồi được rồi. Chào ban tổ chức này. Đây các bạn ơi, đây là cái quan trọng. Ở đây là có thẻ ATM, đấy có tiền các bạn ơi. Bây giờ là bọn mình ý, sẽ đi ra ngoài. Đấy, nhưng mà lúc nghĩ rằng là trước hết đó chúng ta sẽ đi hóng gió đi. Đúng sẽ đưa mọi người sẽ đến một cái không Thánh Nguyên làm gì có biển ba. Chúng ta sẽ đi gọi là đi ra một cái hồ đấy, hóng gió một tí các bạn, cho nó gọi là thoải con gà mái con người. Đấy, sau đó chúng ta mới đi cà phê, đi như uống cái gì thì uống, nhưng mà vẫn phải uống trên xe các bạn ơi. Mình sẽ gọi là đi kiếm cái chỗ cho mấy sinh viên ngắm đi. Đây, núp hứa với bạn luôn, hứa với hai con giày luôn là vào đây là siêu đẹp luôn. Toàn nhà to đó bạn ơi. Đấy, à đấy, mình đang có suy nghĩ đó là một cái thử thách, đó là trốn tìm ở trong căn nhà triệu đô. Đấy, các bạn có thích không? Các bạn thích comment để mình biết nha. Đấy, mấy thanh niên có thích không? Thích à? Ok. Thích là ok, mà thích là phải nhích ngay. Đấy, đây là chú voi con ở bản Thái Nguyên. Đấy, hai con voi đó. Bên này là đàn ngựa vằn. Đấy, thấy không, đàn ngựa vằn. Đây có hiệu cao cổ. Đấy rồi. Ồ, đây. Ui giời, ở đấy phục vụ tận răng luôn. Cho anh một trà đào chanh dây đi. Một cà phê cốt dừa. Cho Zeno một cà phê kem trứng này. Ok. A few moments later. Nào, yo, nhanh khẩn trương lên này, không say không về, không về. Ua. Đấy, cà phê này. Đấy, tính ra là chúng ta gọi là uống, ăn uống là no say luôn. Mát quá các bạn ơi. Đây, nếu mà Zeno muốn để ấy, Zeno ấn vào ghe này, ấn vào đây. Ấn vào đây, đấy, rồi, sân trọng chưa? Tính ra là bây giờ là cũng đã hơn 4 giờ rồi bạn ơi, 4 giờ rồi. Đấy, thế đâm ra là mình sẽ gọi chở thanh niên Vanh đi mua gọi là xiên thịt nướng các bạn nhé. Bán như nào đây cô, xiên nướng? Lấy cháu một chục xiên nướng này.
Vâng. Dạ, không 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 ạ. Để nút xem còn tiền không ạ. Tính chưa? Hôm nay. Còn uy tín kiểu gì cho con? Có thể nào bảo lấy 5 cái được không? Bảo lấy 5 cái không? Cô ơi, cháu lấy 5 cái được không? Còn nửa được không? Ờ, lấy 5 cái. Quỷ quá. Ôi giời, mày quá, nó giấy ăn. Giấy ăn đầy tí nữa. Đi, chúng ta hãy vừa đi. Ôi giời, thôi. Vừa zin 20.000 trong túi các bạn. Chuẩn đét. Ôi giời ôi. Ôi giời ôi. Thơm phết, nói chung là cũng được các bạn. Xiên ơi, hơi bị xịn đấy. Một mạng luôn. Hơi nguội tí thôi. Hơi nguội rồi, con rời vanh ăn 3 cái bạn. À đâu 2 cái. Thôi được rồi, con rời vanh ăn 2 cái. Hơi nguội thôi mà không sao bạn, vẫn ngon. Ngon, không ăn nữa đâu, ngon. Tôi bất hội lúc ạ. Ngon, ngon, ngon. Ngon, ngon, được. Ngon, ngon, ngon. Nhờ bạn ăn thì lúc thấy nguội lắm, nghe chừng có vẻ hơi nguy hiểm. Bây giờ là cũng đã 5:30 rồi. Đấy, bây giờ là mình đang ở trước nhà thôi. Bây giờ tầm này là cứ ở đây gọi là chờ buổi tối thôi bạn. Chờ buổi tối lại chuẩn bị ăn tối. Đấy, cuộc sống sướng không? Bây giờ 24 giờ ở trong siêu xe nó phải như thế chứ. Thôi gì đâu. Thôi thúi rồi, eo ơi. Mày. Con dài này, eo ơi. Đúng rồi, ui, thôi mở cửa, mở cửa, mở cửa. Ôi. Sợ quá rồi, con giờ này. Mấy thanh niên bẫy vanh cho vanh ăn xin nướng được. Bẫy con khỉ thối thật các bạn ạ. Ôi các bạn ạ, à, ngồi trong siêu xe rồi, đừng ngửi giấm con dài vanh cuộc đời. Không chấp nhận được. Cho nên thò đầu ra vanh phải đi thôi không, rồi vanh quẩn mất. Ôi con dài này, con dài này đòi ra các bạn ơi, chết dở rồi. Bây giờ, bây giờ làm tính thế nào bây giờ? Nếu mà bây giờ ra ngoài là vanh thua đấy. Ờ, bây giờ ra ngoài là bây giờ không được, không biết làm nào. Bây giờ con dài để con dài vanh ở đây, thanh niên vanh sẽ gọi là ẻ ra xe của mình mất. Mà bây giờ không cho mấy thanh niên ẻ mà cho thì thanh niên có bỉm đấy thì tốt. Ờ, này hay là thực hiện thử thách đi mua bỉm cho vanh nhỉ. Thực hiện thử thách đi mua bỉm cho vanh hợp lý đấy nhỉ. Ờ kìa, tôi bỏ cuộc á. Nani buồn lắm rồi. Bây giờ vanh chỉ cần gọi là bông xuống phát là vinh luôn. Thế bây giờ không kịp đâu nữa bạn. Bây giờ bạn đi là ra xe đấy. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tính ra là trời cũng sắp tối rồi các bạn ơi. Đấy, thế đâm ra là mình với cả Zeno đang ngồi ở đây. Đấy, con dài vanh thì không biết là đau bụng thật hay bao bụng giả. Bỏ trốn luôn rồi Zeno ạ. Thế bây giờ chúng ta phải tính cái bài trước hết, đó là nó nghĩ rằng là để có thể là sinh tồn sống sót qua đêm ấy là chúng ta phải cần đến chăn gối, chứ không thể nào mà chúng ta nằm đây được, rất là đau lưng. Đấy. Ơ 24 giờ ơ 24 giờ được gì nữa. Ơ tối nay có cua hoàng đế không? Thì mai có, bây giờ cứ phải ở 24 giờ đó. Ờ 24 giờ đó, tính tiếp xong 24 giờ mới nếu mà bây giờ chúng ta phải tính cái gọi là bước tiếp theo là chúng ta phải có gối. Nhưng mà vừa nãy là gối mới chặt là chúng ta sẽ lên gọi là đi tìm, chúng ta không có nhặt các bạn ạ, không có nhặt. Mà mình nghĩ rằng là chắc chắn là phải thực hiện thử thách rồi. Chắc là gọi thanh niên bí ngô trọng tài là ra đây là sẽ gọi là thực hiện thử thách và yêu cầu là lấy cho mình chăn gối trước đã. Ai xem thử thách. Rồi, quay nào, tính ra là còn 2 thử thách thôi. Ui, cái gì đây? Một là chạy quanh, ui dồi ôi, ăn dưa chuột chấm cái gì đây? Ui, chấm siêu cay à. Dưa chuột, quả dưa chuột chấm siêu cay à. Thôi được rồi. Nhìn này, trình độ của tụi tiền đến 1 2 3 nhá. Nào. 1, 2, 3. Tôi biết ngay. Ôi giời. Không thì chơi đẹp nhá, chơi đẹp luôn. Nào bây giờ rồi, chấm siêu cay à. Ừ, chấm siêu cay. Cố lên à? Ừ, thế ăn được. Ban tổ chức chuẩn bị dây chuột này. Ôi giời, cố lên nhá, dây rồi nhá. Làm được không đấy? Được. Ôi giời, được rồi. Đấy, cứ mang gối với cả chăn đến đây là chúng ta sẽ gọi là tối nay sẽ có một giấc ngủ siêu ngon các bạn. Hãy ngủ trên siêu xe còn gì bằng. Thôi bảo trọng. Đi thực hiện thử thách đi nha, nhanh khẩn trương lên mang gối với cả chăn về đây nhá. Cay thế này, cấp độ 10, cấp độ 12 thế này, ăn về không biết là bụng dạ mình nó thành cái gì đây nhỉ.
từ sáng giờ là toàn thử thách gì không. Đã thế còn ở đến 24 giờ đêm hôm khuya khoắt không biết ma quỷ gì không ở trong cái ô tô như thế. Cua hoàng đế thì không thấy. Thôi, có lẽ là thôi, tôi chuồn trước các bạn ơi. Oh my god. Thì... anh ơi, anh đón em ở cái chỗ mà sáng anh thả em ấy. Nha, tí anh đón luôn nha, không giờ là chết giờ đấy. Nha, ok. Thực hiện thử thách gì mà 30 phút đồng hồ chưa xong. Rồi, thông báo là tình hình đâu. Zeno là bỏ trốn đấy núp à. Ok. Núp chỉ có một mình sinh tồn nữa thôi, con giờ Zeno bỏ trốn. Sao con giờ lại bỏ trốn à? Đúng rồi, con giờ tham bỏ trốn luôn. Bảo sao núp chờ 30 phút đồng hồ lên lấy cái gối cái cùng gì không thấy đâu. Thôi được rồi, mà chăn gối gì để sinh tồn tiếp không? Hay là bỏ cuộc? Thôi, núp nghĩ rồi, tập này mình cũng chả cần chăn gối gì đâu. Một mình ở đây, mình có tính rồi. Thực ra con giải vanh chắc cũng bài là chuồn, là đau bụng là chuồn. Zeno thấy khí hứng khởi mà xong rồi cũng là xung phong là đi, tôi cũng thấy nghi rồi. Thôi không sao, mình sẽ của mình kiểu gì mình chả ở trong đây được 24 tiếng các bạn ơi. Tính ra là bây giờ còn đâu mấy đâu, sắp tối rồi bạn ơi, cũng 5 giờ 6 giờ rồi đấy, chỉ cần chịu thêm một xíu nữa thôi, mình ngủ một giấc là sáng hôm sau là ok la. Thôi tập này núp vẫn thực hiện nhá. Đủ để đây thôi, bây giờ chắc là ngồi nghịch điện thoại thôi, đâu điện thoại mình đâu, tập này ngồi chơi điện thoại chứ chờ đợi cái gì. Tập này mấy con dài trốn hết rồi. 1 hour later. Tính ra là bây giờ cũng đã 6 giờ hơn rồi các bạn ơi. Này cho các bạn xem này. Đây, đấy 18 giờ này, 18 giờ 10, gần 6 giờ 30 rồi. Đấy, mình ở trong đây cũng vài chục tiếng rồi bạn, cũng khá đấy. Tính ra là mấy con dài kia đã trốn hết rồi, còn mỗi mình thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là mình tự đặt ra thử thách này nên đâm ra là không sao. Mình sẽ vượt qua được các bạn, không có gì là khó khăn cả. Dăm ba mấy thử thách ở trong siêu xe sướng như thế này đúng không? Siêu xe là vài chục tỷ, phải ở trong này được. Đấy, ở đây, vừa lấy may quá tìm được. Vẫn còn mấy quả nho con dài vanh để lại. Ở trong xe ăn nho tuyệt vời mặt trời, con gì bằng đúng không? Đây là 6 giờ thì mình chẳng rồi, tiền bây giờ thì hết rồi, chắc là bây giờ từ giờ đến tối đến mai là mình chỉ ăn nho này thôi, ăn mấy quả nho này và ngủ một mạch đến sáng mai đó. Sau đó thì đấy mà khéo khổ hết thôi, không sao, may là có sạc điện thoại đấy, lấy được sạc điện thoại, lấy được sạc laptop, có máy tính nên là thoải mái gà mái luôn. Vừa ăn nho vừa chơi game, làm tí game nha, Minecraft, Minecraft. Tưởng cái gì mà cái thử thách này mũi. Các bạn có thử thách nào khó hơn không? Đặt ra cho mình, comment đặt ra cho mình phía dưới nhá. Không có gì làm khó được núp cả. Hello mọi người, đấy các bạn thấy đang đây bên ngoài này không? Tối om. Tính ra là mình còn đang bật đèn nha. Đấy mình tắt đèn các bạn này, thấy không? Đấy, mình tắt thêm cái nữa này. Tối đen như mực luôn đấy, bên ngoài đấy có mỗi xe mình ở ngoài thôi. Chắc là có lẽ rằng là mình sẽ đi ngủ rồi. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi. Đấy, căn bản là hồi chiều mình ngủ nhiều quá. Đi cùng mấy thanh niên Zeno với cả Vanh, đâm ra là chỉ ăn mới ngủ mới chơi game ở trong xe thôi. Hay là thôi, chắc giờ này đi ngủ nữa bạn. Sáng mai dậy là mình sẽ quay tiếp các bạn nha. Tính ra là sáng mai dậy thôi một cái thôi là mình đã hoàn thành xong cái thử thách rồi. Đấy, cũng dễ, nhưng mà không có gì khó khăn cả. Mỗi tội là hơi tự kỷ đi thôi, nhưng mà chắc là không sao. Ôi, chắc là mình đi ngủ đây. Bye bye mọi người nhá. Ôi, mệt quá. Các bạn ơi, cuối cùng là mình cũng đã thực hiện xong cái thử thách ngày hôm nay rồi. Tính ra là bây giờ là cũng 6-7 giờ sáng đi rồi. Trời cũng sáng quắc rồi này. Đấy, thì nói chung là ngủ ở đây thì đau lưng lắm các bạn. Đau lưng dã man luôn. Hôm qua thanh niên Zeno đã thế là còn trốn các bạn. Không thèm thực hiện cái thử thách để lấy cho mình cái gối hay cái chăn. Thế đâm ra bây giờ người đau hết cả người rồi. Chắc bây giờ là mình lên nhà là mình cũng ngủ một giấc thôi. Đấy, thì có lẽ rằng là cái thử thách ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đấy thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Nhớ ấn like đăng ký kênh của mình. Đấy, còn bạn nào muốn đặt ra cho mình những cái thử thách gì, comment ở phía dưới. Đấy, biết đâu là mình sẽ thực hiện thử thách của các bạn đúng không? Đấy, không biết là chúng ta sẽ tiếp tục là đến với vlog gì tiếp theo ta. Hãy cùng nhau đón xem nha. Nhớ like đăng ký kênh nha.